Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin kit xét nghiệm rầm của Việt Á, vụ lừa đảo mang tầm quốc gia. Tổng Trọng cũng là đồng phạm. Thông tin gần đây bùng nổ trên mạng xã hội khiến mọi người dân trong và ngoài nước choáng váng. Đó là bộ kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á sản xuất đã bị Tổ chức Y tế Thế giới bác bỏ vào hồi tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, Bộ Khoa học Công nghệ lại ngang nhiên lừa dối chính phủ là lừa người dân cả nước bằng bộ test kit này đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận để tiếp tay cho công ty Việt Á bán ra 62 tỉnh thành với giá trên trời. Người giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khi ấy chính là ông Chu Ngọc Anh, hiện đang giữ chức Chủ tịch thành phố Hà Nội. Đây là hình ảnh bên trái là bảng liệt kê các sản phẩm bị Tổ chức Y tế Thế giới đánh rớt, có khoanh vòng tròn tên công ty Việt Á, và bên phải là văn bản cụ thể của Tổ chức Y tế Thế giới ghi rõ không chấp thuận dành riêng cho công ty Việt Á của Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn phê duyệt về chất lượng bộ kit này để phân phối tràn lan khắp 62 tỉnh thành trong cả nước, tổng số 10 triệu bộ kit với doanh thu 4.000 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng Giám đốc CDC Hải Dương đã được chia lại 30 tỷ đồng khi mua có 151 tỷ đồng kit xét nghiệm của công ty Việt Á, tức là hoa hồng lại quả cho quan chức CDC khoảng 20%. Cùng lúc đó thì trang tuyên giáo trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tuyên bố rằng bộ kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận có thể được bán tự do ở tất cả các quốc gia thành viên của khu vực kinh tế châu Âu bao gồm Vương quốc Anh. Chưa hết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân danh Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 cho công ty Việt Á đã có thành tích xuất sắc trong việc nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng bộ sinh phẩm Real-Time RT-PCE phát hiện ra COVID-19 gây dịch. Cũng mới hôm 20 tháng 12, sau khi thông tin công ty Việt Á bị khởi tố được đăng tải, thì bỗng nhiên trang web của Bộ Khoa học và Công nghệ đã gỡ bỏ bản tin rằng Tổ chức Y tế Thế giới đã chấp nhận bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam. Tờ báo Tuổi Trẻ đã phát hiện và đăng tải sự việc này. Cũng hôm 20 tháng 12, Đài Á Châu Tự Do đưa tin rằng Tổ chức Y tế Thế giới chưa bao giờ chứng nhận bộ xét nghiệm COVID Việt Á. Thời điểm tháng 4 năm 2020, các tờ báo nhà nước đều dẫn thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết Tổ chức Y tế Thế giới công nhận bộ kit xét nghiệm virus corona do bộ này giao cho Học viện Quân y và công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu và sản xuất. Bộ Khoa học Công nghệ cũng khẳng định Tổ chức Y tế Thế giới đã đánh giá bộ xét nghiệm do Việt Á sản xuất theo quy trình lập danh sách sử dụng khẩn cấp và cấp mã số EUE05242100. Quy trình của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra việc kiểm thử dựa trên rủi ro cơ bản để đánh giá và liệt kê các vaccine, phương pháp điều trị và chuẩn đoán trong ống nghiệm chưa được cấp phép nhằm hỗ trợ thông tin cho các cơ quan mua sắm và các nước thành viên Liên Hiệp Quốc. Đây là hình ảnh bản tin trên tờ báo Tuổi Trẻ tố cáo Bộ Khoa học và Công nghệ gỡ bỏ bản tin rằng Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận bộ kit của Việt Á được lưu hành và xuất khẩu khắp thế giới. Tuy nhiên, tài liệu đính kèm chỉ thể hiện Tổ chức Y tế Thế giới đã nhận đơn xin cấp phép và cấp cho sản phẩm của Việt Á một số tham chiếu dùng để theo dõi và trao đổi thông tin. Đến ngày 20 tháng 10 năm ngoái, tổ chức này cũng ra thông báo không chấp thuận sản phẩm của công ty Việt Á do hồ sơ của công ty này nộp vì không tạo được thành bằng chứng đầy đủ vì việc tuân thủ ISO 13485-2016 của Medica. Ngoài ra, phóng viên Đài Á Châu Tự Do còn phát hiện thêm sản phẩm bộ xét nghiệm của một công ty khác là công ty cổ phần Sao Thái Dương không có tên trong danh sách sử dụng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, như công bố vào hồi tháng 6 năm 2020. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Phạm Văn Bắc từ Việt Nam có bài bình luận như sau: kit xét nghiệm rởm của Việt Á, vụ lừa đảo mang tầm quốc gia, liệu Thủ tướng có bị qua mặt hay không? Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ đương kim Tổng đốc Hà Thành Chu Ngọc Anh ở đâu? Có hay không quan chức của hai bộ này đang nắm tay nhau cùng Việt Á để lừa hút máu nhân dân? Tôi đã định không biết gì nữa, nhưng hôm nay đọc thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ đã gỡ thông tin mà bộ này đăng tuyên bố rằng bộ kit test COVID-19 của Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận trên trang web của bộ, thì đúng là không thể tưởng tượng được mức độ xảo trá của các quan chức liên quan.
Đây là hình ảnh vào ngày 10 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi đó đã ký quyết định số 264 về việc tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 cho công ty Việt Á vì có thành tích xuất sắc trong việc nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng bộ sinh phẩm phát hiện COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới đã có văn bản bác bỏ, không chấp nhận cho phép lưu hành, tức là not accept bộ kit này. Vậy mà các ông cho công bố thông tin trên website của mình là được chấp thuận cho phép lưu hành. Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế ngang nhiên cho Việt Á bán cho CDC của 62 tỉnh thành trong cả nước với giá cao ngất ngửa. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC Hải Dương mua tổng cộng trị giá 151 tỷ thì giám đốc CDC Hải Dương được Việt Á lại quả 30 tỷ đồng, tức là khoảng 20%. Việt Á được hơn 4.000 tỷ đồng thì theo tỷ lệ ăn chia trên, Việt Á thu về 3.200 tỷ, còn 800 tỷ cho các quan chức sơi. Tưởng nơi sản xuất ra kit của Việt Á thế nào, hóa ra là một chiếc phòng rộng có hơn 10m², nhìn vô cùng mất vệ sinh, lộn xộn. Có 10 nhân viên sản xuất pha chế mà đa số chưa học nghề về chuyên ngành dược. Vậy mà mỗi ngày cho ra đời 30.000 bộ kit nhân với 551.000 đồng trên một bộ thì bằng 16,5 tỷ đồng mỗi ngày. Một xét nghiệm PCE thời kỳ đầu các nơi thu trên 2 triệu đồng, sau khi bị báo chí thắc mắc thì giảm về hơn 1 triệu đồng, rồi giảm về 950.000 đồng, rồi giảm tiếp về 750.000 đồng, và hiện nay là còn 500.000 đồng. Sao các ông hút máu dân kinh khủng như vậy, mà quên hít cả dịch mũi dân sạch đến như vậy? Đến giờ thì chắc mọi người đã vỡ lẽ là tại sao lại được tư vấn chọc thật nhiều, ngoáy thật nhiều. Tham nhũng là một liên minh ma quỷ giữa các quan chức và những kẻ dã tâm. Việc làm sai trái của Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ thì đã rõ và họ cần phải bị trừng phạt, nhưng trừng phạt hết thì như lời của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là kỷ luật hết thì lấy đâu ra người để mà làm việc. Nhà báo Phạm Văn Bắc đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Hậu quả của bộ kit xét nghiệm dởm này đã ảnh hưởng đến công tác chống dịch ra sao? Bác sĩ Huỳnh Trần thì cho rằng số người bị kết quả âm tính giả lên đến 10% là sai số quá lớn. Điều này lý giải vì sao số ca nhiễm cứ tăng ngoài và ngược lại, nhiều người xét nghiệm âm tính nhưng khi về nhà bị nhiễm và trở tay không kịp dẫn đến tử vong. Đây là hình ảnh bản tin của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên bố rằng bộ kit test nghiệm COVID-19 của Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận, có thể được bán tự do ở tất cả các quốc gia thành viên của khu vực kinh tế châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Tất cả đều là lừa dối. Trên trang Facebook cá nhân, bác sĩ người Mỹ gốc Việt Wade Trần từ California đưa ra bình luận như sau. Bộ test COVID-19 đầu tiên của Việt Nam chất lượng kém và bị nâng giá kiếm tiền. Mấy hôm nay, câu chuyện giám đốc của công ty Việt Á là công ty sản xuất ra bộ test kit COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam bị bắt vì nâng khống giá bán, làm dậy sóng cộng đồng vì người dân không thể chấp nhận cách làm ăn bất lương này. Nhưng câu chuyện quan trọng hơn đằng sau bộ test này là chất lượng của bộ test kit. Theo thông tin từ Việt Nam, bộ test này có độ nhạy là 90% và độ đặc hiệu là 95%. Nói cách khác, nếu có 100 người mắc COVID-19 thì bộ test sẽ chuẩn đoán trên lý thuyết là được 90 người và sẽ có 10 người bị lọt sổ, tức là âm tính giả. Bộ kit này được bán cho 62 tỉnh thành tại Việt Nam hơn một năm qua trong đại dịch COVID-19. Báo chí Việt Nam cũng nói là bộ kit này đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận và quảng bá rầm rộ. Thực tế thì không phải vậy. Bộ kit này đã được gửi đi cho Tổ chức Y tế Thế giới kiểm định. Số hồ sơ là EUE05242100 và không vượt qua thử nghiệm, tức là bị đánh rớt. Nói cách khác, bộ kit này không đạt tiêu chuẩn xét nghiệm cơ bản trong việc dò tìm COVID-19. Nhiều quý vị hỏi tôi ở Việt Nam sao số ca nhiễm cứ tăng hoài và số test nhiều như vậy, thì đây có thể là câu trả lời. Test xét nghiệm không thấy lượng, bộ test bỏ qua những người có bệnh COVID thật để họ quay ra ngoài lại tiếp xúc với người khác, lại gây thêm bệnh cho người khác. Đây là hình ảnh bác sĩ người Mỹ gốc Việt Win Trần hiện đang làm việc tại Los Angeles, California. Và vì test không chất lượng nên phải test nhiều lần và người dân phải chi rất nhiều tiền. Có những người có bệnh nền rủi ro mắc COVID rất cao, nhưng do dùng test này chuẩn đoán là âm tính nên về nhà an tâm. Đến khi bệnh nặng hơn thì trở tay không kịp, có thể đã tử vong. Tôi nghĩ nên xem lại toàn bộ các test xét nghiệm COVID-19 tại Việt Nam và loại bỏ các test chưa được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận.
Vì nếu dùng test dởm thì chẳng khác nào không có xét nghiệm, lại phí tiền, phí sức và quan trọng hơn là những ca bệnh thật không chẩn đoán và nhiều người có thể đã tử vong vì chẩn đoán sai với COVID-19. Đính kèm vào các bộ test kit khác cũng không được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận, cùng trong danh sách đó liệt kê các công ty Việt Á của Việt Nam. Cũng theo báo Thanh Niên, công ty Việt Á đã bán khoảng 10 triệu bộ xét nghiệm COVID-19 trị giá 4.000 tỷ đồng Việt Nam, giá mỗi bộ khoảng 400.000 đồng cho 62 tỉnh thành ở Việt Nam. Vấn đề đặt ra là có bao nhiêu ca COVID-19 bị bỏ sót hay chuẩn đoán sai từ khoảng 10 triệu xét nghiệm này? Bác sĩ Huy Trần nêu ra câu hỏi. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 20 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Liên Hợp Quốc đại dịch khiến dân Việt Nam nhiều lo lắng và có nơi 1/5 mất hết thu nhập. Có tới 77% người trong nhóm được khảo sát ở Việt Nam nói họ bị mất thu nhập và 1 trên 5 người bị mất thu nhập toàn bộ. Sau một năm dịch Covid, theo khảo sát trong tháng 9 đến tháng 10 năm 2021 của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, khảo sát nêu ra lo lắng của người dân Việt Nam về đại dịch nay đã tới làn sóng thứ tư. Thời điểm nêu ra khảo sát là lúc Việt Nam đang cố gắng phục hồi kinh tế, mở lại đường bay quốc tế, nhưng lại vào lúc biến thể Covid Omicron bắt đầu hoành hành ở châu Âu. Người dân ngày càng thể hiện sự lo ngại hơn về tác động Covid-19 và sức khỏe của họ trong năm 2021 bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn bởi đại dịch so với năm 2020. Đây là hình ảnh một người bán hàng rong trên phố tại Việt Nam. Những người được khảo sát cũng quan tâm đến việc học hành, sức khỏe của con cái, đồng thời cũng cảm thấy lo lắng về sinh kế và công việc kinh doanh của mình. Hơn 70% số người được trả lời phỏng vấn, khảo sát bày tỏ rõ ràng những lo lắng ở trên. Mất thu nhập là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Tới gần 50% số người trả lời cho biết họ bị mất từ 51% thu nhập trở lên và cứ 5 người thì lại có một người bị mất toàn bộ thu nhập. Đây là một con số rất lớn. 77% người được phỏng vấn trong khảo sát cũng cho biết họ bị mất thu nhập vào năm 2021 cao hơn so với khảo sát năm 2020 là 65%. Và tương tự như kết quả tại vòng khảo sát đầu tiên vào tháng 9 năm 2020, những người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ và nông nghiệp dễ bị mất việc làm và thu nhập nhất. Tiếp theo là lao động phổ thông, lao động phi nông nghiệp và người nghèo, bài báo viết. Và không thể chỉ trông cậy vào chính phủ. Một phần nội dung khảo sát được các báo Việt Nam vào hôm 7 tháng 12 năm 2021 tường thuật, nhưng đồng loạt chọn tựa đề là Người dân đồng thuận tin tưởng vào chính sách chống dịch của chính phủ. Tuy có một số tờ báo địa phương tại Tây Ninh đăng lại tin từ Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV với tựa đề cứ 5 người lại có một người bị mất toàn bộ thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội trong bài hôm 12 tháng 12. Bên cạnh đó, tại Việt Nam cũng đang bùng nổ sự kiện bán các kit xét nghiệm giả được tung ra. Đây là hình ảnh bài báo cứ 5 người lại có một người bị mất toàn bộ thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội. Về khảo sát, bài báo cũng trích lời chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói những biện pháp đối phó và kiểm soát dịch COVID-19 của chính phủ vẫn được phần lớn người tham gia khảo sát đánh giá cao, dù sự lạc quan của người dân tham gia khảo sát có suy giảm so với năm 2020. Tuy thế, bà Chi Lan cũng lưu ý số mẫu tham gia khảo sát chưa đến được tận cùng của những người chịu tác động nặng nề nhất của dịch bệnh. Hạn chế của nghiên cứu là đối tượng phỏng vấn chỉ bao gồm những người có hộ khẩu thường trú, trong khi đối tượng người di cư, lao động tự do, người đăng ký tạm trú là những đối tượng chịu tác động sâu sắc của dịch bệnh vẫn bị hạn chế tiếp cận để khảo sát. Nguồn tin này cũng trích từ giáo sư Nguyễn Anh Trí, bày tỏ sự day dứt trước hình ảnh những dòng người chạy xe về quê này và cho rằng đây là bài học kinh nghiệm lớn cho thấy sự linh hoạt trong điều chống dịch của chính phủ và các địa phương. Và nhìn chung, chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cũng nêu ra vấn đề mà mạng xã hội và diễn đàn của Đài Tiếng Nói BBC nói từ hơn một năm qua, đó là chính phủ không nên độc quyền chống dịch. Đây là hình ảnh chốt kiểm dịch răng khắp nơi trong cả nước trong thời gian vừa qua. Có các ý kiến nêu ra cách đây nhiều tháng trên các phương tiện truyền thông kêu gọi để lại cho các hội thiện nguyện và người dân giúp nhau chống dịch khi chính quyền không làm hết được. Các bài trên báo Việt Nam về tọa đàm liên quan đến khảo sát của Liên Hợp Quốc cũng thừa nhận rằng
Chính phủ không phải là nguồn hỗ trợ duy nhất cho những người gặp khó khăn, và khảo sát năm nay cho thấy hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội, quỹ từ thiện cũng như khoản đóng góp cá nhân rất đáng kể đối với những người chưa được tiếp cận với gói hỗ trợ của chính phủ. Đã có 1.500 người dân được chọn ngẫu nhiên từ mẫu dân số từ năm 2019 của chính phủ. Chỉ số hiệu quả quản trị thành công cấp tỉnh ở Việt Nam đã tham gia khảo sát. Theo nguồn tin của truyền thông vào hôm 17 tháng 12 năm 2021, dù biến thể Omicron chưa tới Việt Nam, y tế nước này đã bị thiệt hại nặng sau hơn một năm chống chọi với COVID và nạn khan hiếm thuốc, vaccine chống COVID đang xảy ra ở một số địa phương. Cũng theo trang web của Ủy ban Nhân dân và đặc biệt của Cơ quan Liên Hợp Quốc bản tiếng Anh, tiếng Việt cho biết, quốc gia này có 97,58 triệu dân và thu nhập theo chuẩn GDP là 2.111 USD mỗi năm. Gần 8 triệu người đã bị mất việc do COVID-19, trong số đó bị ảnh hưởng do giảm thu nhập lên tới hơn 17 triệu người. Thậm chí vào hồi đầu tháng 7 vừa qua, truyền thông Việt Nam còn lan truyền một con số thống kê gây ám ảnh kinh hoàng là cả nước có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch, bao gồm những người mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Đây là hình ảnh cảnh chợ người ở Hà Nội. Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 lần thứ tư đã làm số người tham gia lực lượng lao động sụt giảm nghiêm trọng. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở mức thấp chưa từng có trong vòng 10 năm trở lại đây. Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động nhấn mạnh. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho biết, trên phạm vi toàn quốc, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động ở quý 3 năm 2021 là hơn 1,7 triệu người, tăng 532.000 người so với quý trước. 1,3 triệu lao động đã phải về quê do không có việc làm và cuộc sống khó khăn. Tỷ lệ lao động mất việc nhưng không thể tìm việc mới ở Việt Nam là 90%, trong khi tại Indonesia và Malaysia lần lượt là 60% và 40%. Lý do chủ yếu là tác động tiêu cực của dịch bệnh cùng các biện pháp thắt chặt kiểm soát dịch như phong tỏa, cách ly, giãn cách kéo dài tại nhiều địa phương vốn có vai trò kinh tế quan trọng như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Kết quả khảo sát của Ban Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế Tư nhân cùng Vietnam Express với 8.835 người lao động cũng được đưa ra một bức tranh khó khăn tương tự với người lao động. Sau một tháng kinh tế giãn cách, tỷ lệ người lao động mất việc chiếm 53%, trong số đó có gần 60% không có nguồn tiết kiệm để sống, 41% không tìm được việc làm mới phù hợp. Đánh giá thiệt hại kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra 2 năm 2020-2021, ông Nguyễn Thành Phong, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, ước tính có 847.000 tỷ đồng, tương đương với 37 tỷ đô la. Đây là con số thiệt hại ước tính. Đây là hình ảnh gần 5.000 xe tải chở nông sản Việt Nam xuất qua Trung Quốc nằm chờ suốt khoảng 20 ngày qua tại cửa khẩu Lạng Sơn, khiến các tài xế như ngồi trên đống lửa, không biết khi nào mới xuất được hàng. Mỗi ngày họ tốn thêm 1 triệu đồng chi phí bến bãi, dầu, xăng và sinh hoạt. Theo ông Phong, nếu giả định năm 2020-2021 không có đại dịch thì GDP của nền kinh tế Việt Nam tăng 7%, nhưng năm 2020 GDP tăng 2,91% và năm 2021 dự kiến chỉ tăng 2,5%. Như vậy, tính toán vào năm 2020, giá trị thiệt hại khoảng 160.000 tỷ đồng và năm 2021 là 346.000 tỷ đồng. Tính cả 2 năm 2020-2021 cộng lại, số thiệt hại về mặt giá trị kinh tế là khoảng 507.000 tỷ đồng theo giá năm 2020. Còn tính theo giá hiện nay, con số này có thể lên tới 847.000 tỷ đồng, tức là tương đương với 37 tỷ đô la. Do đó, để giảm thiệt hại về kinh tế, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra giải pháp cách thích được phục hồi kinh tế. Ông Phong nhận định, động lực tăng trưởng chủ yếu hiện nay của Việt Nam là đầu tư để vừa tăng cầu cũng vừa tăng năng lực tiềm năng. Thứ hai là đẩy mạnh tiêu dùng trong nước. Chính vì vậy, khai thác thị trường trong nước nên chú trọng hàng sản xuất trong nước thay thế hàng tiêu dùng nhập khẩu hiện nay. Cùng với đó, ứng dụng công nghệ số để đổi mới cách thức sản xuất cũng như tiêu dùng, đầu tư có hiệu quả, trong đó đầu tư là điều kiện cần, xuất khẩu là điều kiện đủ và tiêu dùng nội địa là yếu tố tăng thêm. Chuyển đổi số là yếu tố thời đại để đầu tư chú trọng vào công cuộc chuyển đổi số hiện nay. Ông Phong cũng đánh giá xuất khẩu và đầu tư nước ngoài là yếu tố quan trọng neo giữ kỳ vọng và niềm tin của nhà đầu tư trong nước. Mặc dù nền kinh tế có khó khăn, nhưng niềm tin của giới đầu tư cũng như phục hồi về kinh tế
vẫn rất tích cực.